Hello mọi người. Đây là quyển sách tiếp theo. Những cuốn sách thay đổi lịch sử bản S100. Đây là một cuốn sách to nặng và có hộp giống như bố già vậy. Tuy nhiên thì cái hộp nó cũng không có đẹp như hộp bố già. Khổ hình vuông khá lạ nhất hiện nay. À, có cái là nó to hơn cả bố già nữa. Đây là cái hộp trơn màu trắng vậy thôi. Hai bên góc thì nó có viền. Đây là sách nha. Khổ hình vuông rất lạ. Một tí nữa thì mình sẽ lấy thử cuốn bố già ở 100 ra sánh cho các bạn xem thử. Cuốn này nó còn to hơn cả cuốn đó nữa. Ok. Phần bìa này. Hoa văn, nhũ vàng. Mấy phần chi tiết này làm rất là sắc nét. Bốn góc thì vẫn quét vàng như thường lệ. Đây là phần giấy. Đây là mặt sau. Ok, các bạn đợi một xíu nha, mình sẽ lấy cuốn 100 năm bố già. A few moments later. Ta-da. Đây, bố già đã xuất hiện. Các bạn nhìn thử nha, khổ nó. Rất to, to hơn bố già cả một khúc. Thế này đây. Cầm hai cuốn bố không nổi luôn. Lâu rồi bố già mới xuất hiện. Rồi. Cho qua. Rồi, xem thử bên trong. Đây là phần trang giấy lót. Phía đầu cũng có khá trang trắng. Này. Rồi, vô trong. Hình như đi qua cái phần đóng dấu ai này. Đây, đây là đánh dấu của bản đặc biệt. Có 105 cuốn. Xuống của mình là số 23. Đây là chữ ký của dịch giả Lê Ngọc Tân. Ok, mời các bạn xem tiếp phần bên trong nhé.
was no alibi. 'Cause I've drawn regret from the truth of a thousand lies. So let mercy come and wash away what I do.
clean this slate with the hands of uncertainty. So let mercy come and wash away what I've done. Vậy là hết rồi. Hẹn mọi người ở clip kế tiếp nha. Các bạn nhớ like video, bình luận và subscribe kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Cuốn kế tiếp có thể là một cuốn S100 nào đó khác chẳng hạn. Mình chưa biết quay cái gì nữa. Ok. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.